Rồi thì em xin tổng chào cả nhà mình nha. Rồi mình triển khai xin chào hết cả nhà. Thì mấy ngày nay á, chắc ngày hôm nay thì nhà mình tôi chắc cũng có đi vòng vòng xem các cái kênh mà ở phía Atifan của chị Hằng đúng không? Thì ở đây sẵn đây mình nhắc lại với nhà mình như vậy. Có một số kênh lớn mà bên Atifan của chàng đó, ví dụ như là Phan Phong nè, hay là Thám Tử Cao nè, hay là Lực Gia nè, Bảy Gà nè, ở bên đó còn nhiều cái kênh lớn cũng đang đang nói về chị Hằng. Nhưng mà ở đây mình nhắc lại nhà mình như vậy, nhà mình tí nữa xem lại cái một cái bài một cái video mới nhất của Phan Phong để nhà mình xem thử coi cái biểu hiện của Phan Phong như thế nào. Hôm nay cái sắc mặt của Phan Phong nó thay đổi rất là nhiều, ở đây mình nói với nhà mình luôn. Và cái thứ hai là cái ngôn ngữ hình thể, ngôn ngữ hình thể của Phan Phong hôm nay không có bình thường, đặc biệt là Phan Phong không có ngồi yên. Vừa nói chuyện mà cái mặt thì coi như là không có bình thường, đó là thất sắc á, và lúc nào cũng là ngồi không yên hết á. Nhà mình xem thử, và một số cái kênh kia cũng như thế. Bữa nay là giống như là kênh kênh của Lực Gia thì mới hôm trước thôi, Lực Gia là cam kết ha, cam kết là anh Dũng sẽ bị khởi tố 99%. Nhưng hôm nay là Lực Gia nói là anh Dũng không có khởi tố. Nhà mình thấy không? Đó, bắt đầu có sự chuyển dịch rất là rõ ràng ha. Mới ngày hôm qua hôm kia thôi là cam kết là khởi tố 99%. Nhưng hôm nay là hết rồi. Hết hết cam kết rồi. Dạ anh, thì em nói vậy tí xíu nhà mình qua xem thử được cái video mà trưa nay nó mới live trưa nay. Thứ nhất là sắc mặt, thứ nhì là cách nói chuyện, cái thứ ba là cái cách ngồi của nó. Lúc nào mình cũng có cảm nhận như là cái ghế nó có gai dưới, nó không có ngồi yên được đâu. Thì đây là một cái biểu hiện mà gọi là cái tâm lý tội phạm nó đang lộ ra, tâm lý tội phạm nó đang lộ ra. Và Đinh Lan thì cũng thế, Đinh Lan bây giờ đâu dám nói đâu, nhà mình thấy rồi, 7 ngày đâu dám nói, lên nhắn vài ba cái tin vu vơ chơi thôi. Đây là một cái biểu hiện rất là rõ ràng ha. Rồi Thám Tử Cao thì cũng hình như là cũng đang trở mặt với Phan Phong rồi, hình như trở mặt với Phan Phong. Thì đây là những cái kênh lớn mà hiện nay đang nói vào chị Hằng, đang còn nói vào chị Hằng. Thì mình muốn chia sẻ với nhà mình như vậy, những cái người mà đang đu bám chị Hằng, những cái người mà đang xuyên tạc vào chị Hằng, những người này toàn bộ là người nào cũng ghét chị Hằng. Mà mình cũng cũng không hiểu như thế nào, bởi vì chị Hằng cũng không có liên quan gì những người này, không biết những người này mà lý do gì sao những người này ghét chị Hằng. Và nhà mình cũng nhớ rằng là nếu như mình ghét người ta, mình căm thù người ta là mình đang thua người ta, chắc chắn là như thế luôn. Đó có câu đó là câu thành ngữ luôn, thì nhà mình nhìn thấy thử coi đúng không, tất cả những người này đều căm ghét chị Hằng. Mà người mà mình xem thử coi có người nào bằng được chị Hằng không, để câu này rất là đúng đúng không, ghét người ta là đã thua người ta, chắc chắn là như thế rồi. Và anh Dũng hồi lúc trước, anh Dũng khi mà live với chị Hằng, anh Dũng có nói một cái câu rất là hay, mà chúng ta phải nhớ rằng là anh Dũng thề với lòng rằng anh Dũng bán hết tài sản để kiện những cái người mà đánh phá vào vợ anh ta, những cái người đánh phá vào Quỷ Hàng Hữu và những người đánh phá vào Đại Nam. Anh Dũng là chơi hết mình luôn đó. Chính anh Dũng nói nha, anh Dũng là bán hết tài sản để đi kiện như người này, mình thấy không? Trong khi một cái người tốt như anh Dũng và chị Hằng làm rất nhiều việc tốt cho xã hội, giúp cho đất nước, giúp cho người dân, nhưng mà những người này là nhào vào cắn xé chống phá quy chụp đủ thứ hết đó. Lý do vì đâu, mà trong khi chị Hằng đâu có, chị Hằng với anh Dũng đâu có quen những người này,
không có biết những người này tại sao những người này tới thời điểm này vẫn còn nhào vào chống phá, vì lý do gì? Thì có thể sắp tới một vài hôm nữa thôi là mọi người sẽ nhận được hết kết quả vì lý do gì những người này tới thời điểm này vẫn còn chống phá. Nhưng bây giờ là tâm lý của họ thay đổi hết rồi, gần như thay đổi hết rồi. Còn những cái kênh nhỏ nhỏ hoặc là những cái kênh mà đi bình luận giả thôi đó là bây giờ cũng ít rồi, cũng không có nhiều nữa đó. Bởi vì thời điểm bây giờ chắc có lẽ là tất cả ở phía bên đó đã đánh được mùi hết rồi, nhận được mùi hết rồi. Mà anh Dũng anh nói rồi, anh bán hết tài sản anh cũng kiện những người này bị đánh phá vào cái quỹ hàng hữu. Đó là một cái quỹ mà tâm huyết của anh Dũng của Trang, và đặc biệt là đánh phá vào chị Hằng và đánh phá vào Đại Nam đó. Thì nhà mình thấy bây giờ mình cũng chia sẻ thêm với nhà mình là gì, cái Đại Nam là mỗi năm trung bình là đóng thuế cho Bình Dương 1.200 tỷ, thì có phải là Đại Nam là con cưng của Bình Dương không? Có phải Đại Nam là con cưng của quốc gia Việt Nam của chúng ta hay không? Anh chào Úc Diễm nha. Đó, Đại Nam là con cưng, là doanh nghiệp, là đóng thuế, mang doanh thu về cho đất nước. Nhưng mà những người này tập trung đánh vào Đại Nam để làm gì? Để cho Đại Nam phải dừng hoạt động. Họ muốn dừng hoạt động, mà dừng hoạt động là gì? Là Bình Dương thất thu thuế. Mà Bình Dương thất thu thuế thì quốc gia của chúng ta là thất thu thuế. Có vậy có phải họ đang đánh vào kinh tế của Việt Nam hay không? Thực sự là cái mục đích cuối cùng của họ là không phải là chị Hằng, mà cũng không phải là Đại Nam, mà là kinh tế của Việt Nam. Họ đánh vào kinh tế của Việt Nam đó. Nếu mà đi sâu xa thì mình sẽ thấy như thế đó. Và mình muốn nhắc lại với nhà mình rằng là anh Dũng thề. Tại sao ở trên cái thumbnail của mình là để anh Dũng thề? Anh Dũng thề là anh Dũng không bao giờ tha cho những người này. 35 kênh YouTube mà anh Dũng và Đại Nam kiện thì không có kênh nào thoát được. Chắc chắn không có kênh nào thoát được. Bởi vì đụng vào doanh nghiệp, đụng vào quỹ hàng hữu, đụng vào vợ của anh Dũng. Và chúng ta thấy cái thời điểm mà đỉnh điểm họ đụng chạm vào oxy, đụng chạm vào hơi thở của người Việt Nam đó. Mình nhà mình thấy không, đụng chạm vào hơi thở, đụng chạm vào trái tim của các trẻ em, bệnh tim bẩm sinh ha, đụng chạm vào là các em mà bị não uống thủy, là rất nhiều thứ. Đặc biệt mình thấy những người này tập trung đánh phá vào cái quỹ Quỳnh Hữu, mà trong khi cái quỹ Quỳnh Hữu là được rất nhiều cơ quan chức năng công nhận và tặng rất nhiều bằng khen. Nhà anh Dũng của chị Hằng rất nhiều bằng khen tặng cho anh Dũng của chị Hằng vì cái quỹ Quỳnh Hữu này. Nhưng mà họ tập trung đánh phá vào cái quỹ này, họ coi như là phớt lờ, bỏ đi hết những cái gì công sức của anh Dũng của chị Hằng làm, họ coi bỏ hết tất cả. Vậy thì họ có đang chống phá vào cơ quan chức năng hay không? Họ có phải là gạt bỏ hết công sức của cơ quan chức năng dành cho anh Dũng của chị Hằng hay không? Anh chào sao vô hạn nha. Đó thì mình thấy ha, họ đánh phá vào kinh tế, họ gạt đi tất cả những công lao của anh Dũng của chị Hằng, họ phớt lờ đi tất cả những cái bằng khen, coi như là những cái chức nhận của các cơ quan chức năng dành cho Đại Nam, dành cho anh Dũng của chị Hằng. Đó thì nhà mình thấy những người này nếu một khi mà bị triệu tập, một khi mà anh Dũng và chị Hằng kiện ra tòa thì những người này rất nhiều tội nha, chứ không phải là ít tội đâu. Vừa chống phá vào kinh tế, chống phá vào doanh nghiệp, chống phá vào tổ chức, phớt lờ đi, coi như là xem thường tất cả những cái chứng chỉ, những cái bằng cấp, những cái bằng khen dành cho anh Dũng của chị Hằng. Thì nhà mình thấy rất nhiều tội ở đây. Và họ có một tổ chức, cái tội thêm nữa là gì? Là đồng phạm rất là đông. Họ là một tổ chức chứ họ không phải là cá nhân như chị Hằng. Đó, do đó là mình thấy là sắp tới sẽ có rất nhiều chuyện vui cho anh Dũng của chị Hằng. Nhưng mà ở đây thật sự với mình thì mình cũng không phải là thấy người ta buồn, người ta thất bại là mình vui. Không, mình không có vui cái đó. Nhưng mà mình tức cho họ vì sao họ lại chống phá như thế. Thì nhưng mà đến khi mà gì? Chống phá để mà khi mà bị bắt, để khi mà đi kiện, bị anh Dũng của chị Hằng kiện, mà kiện ra tòa, thì lúc đó ân hận không có kịp.
À, mình thật sự là mình không vui, dù rằng mình là rất yêu quý anh Dũng Chèo, nhưng những người Atifan mà bị bắt, bị kiện ở tù này kia đó là mình cũng không vui, bởi vì thật sự mình không muốn điều đó, nhưng mà đó là do họ tự chuốc lấy. À, cái đường mà tốt thì họ không chọn, họ đi chọn cái con đường bị kiện, à, thì lúc đó không phải tự chịu thôi, nhưng mà mình không không vui vì đó, nhưng mà mình cũng không là phản đối cái điều đó. À, bởi vì mình cũng phản đối cũng không được, mà mình vui cũng cũng không sao, nhưng mà thật sự trong thâm tâm mình không vui vì điều đó. Để anh Dũng đã thề rồi, chắc chắn là những người này không người nào thoát được hết, anh Dũng thề hết, thề là kiện tất cả mọi người, mà những người nào mà chống phá vào Đại Nam, những người nào mà chống phá vào Quỹ Quỳnh Hằng Hũ, chống phá vào gia đình Đại Nam, đặc biệt là những người nào mà nói xấu chị Hằng ha, hoặc là bêu ríu chị Hằng, bêu ríu con gái của chị Hằng, là không có người nào thoát được hết, chắc chắn điều đó không có người nào thoát được hết. Rồi cái nội dung thứ hai hôm nay là mình có rất nhiều nội dung nha, hôm nay mình gửi rất nhiều cái thông tin, mà đặc biệt cái thông tin này mà khi mà mình đọc qua mình rất là bất ngờ luôn, thật sự rất là bất ngờ, thì muốn chia sẻ cái thông tin này trước với đến gia đình của mình ha. Này, đọc cái thông tin này là rất bất ngờ luôn này. Mình không nghĩ rằng cái này nó có thể xảy ra trong cơ quan chức năng của Việt Nam của chúng ta, nhưng mà nó lại xảy ra. Đó mới là, mà bây giờ mình thấy thật sự là bây giờ cái gì nó cũng có thể xảy ra, thật sự là như thế luôn. Rồi mình gửi cái bài báo này ha, cái thông tin này tới nhà mình nè. Con dấu thanh tra Sở Tài chính Thừa Thiên Huế thiếu ký hiệu Hoàng Sa và Trường Sa. Nhà mình có tin được điều này nó xảy ra hay không? Cái con dấu mà của Sở Tài chính ở Thừa Thiên Huế không có Hoàng Sa và Trường Sa. Nhà mình nghĩ sao? Thật sự ở đây là mình chỉ đưa cái thông tin này thôi, còn cái việc mà nói như thế nào mình cũng không biết như thế nào để mình bình luận cái này luôn, bởi vì con dấu này là ở phía công an của Thừa Thiên Huế cấp, mà cấp cho cái Sở Tài chính của Thừa Thiên Huế, mà trong đó không có Hoàng Sa và Trường Sa. À, mình gửi cái thông tin này đến nhà mình ha, cái bài báo này ngắn thôi. Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản đề nghị cơ quan chức năng xem xét giải quyết việc con dấu của thanh tra sở này sử dụng bản đồ Việt Nam nhưng lại thiếu ký hiệu Hoàng Sa và Trường Sa. Ngày 13 tháng 7, Sở Tài chính Thừa Thiên Huế cho biết vừa nắm được thông tin việc con dấu được cấp cho thanh tra sở này sử dụng bản đồ Việt Nam nhưng lại thiếu ký hiệu hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Được biết, con dấu của thanh tra Sở Tài chính Thừa Thiên Huế đang sử dụng được Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội BC06 Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cấp đổi năm 2021 theo giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu số 00021 2021 DKMCD ngày 25 tháng 1 năm 2021. Đó, con dấu này là được Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế cấp cho Sở Tài chính Thừa Thiên Huế, nhưng mà trong đó thiếu ký hiệu Hoàng Sa và Trường Sa. Con dấu có hình tròn, ở giữa có hình bản đồ Việt Nam giống mẫu của ngành thanh tra, trong khi các đơn vị thanh tra khác sử dụng mẫu con dấu này đều có ký hiệu thể hiện hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thì con dấu của thanh tra Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế lại thiếu phần này. Hiện Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã có văn bản đề nghị BC06 Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xem xét giải quyết vấn đề kể trên, đồng thời giao nhiệm vụ cho chánh thanh tra sở phối hợp với công an và các đơn vị chức năng xử lý vụ việc. Ở nhà mình thấy ha, mình có tin không? Có tin rằng là công an làm cái mộc dấu cho Sở Tài chính mà không có ký hiệu Hoàng Sa và Trường Sa. À, đây là lần đầu tiên mà mình thấy cái vấn đề này xảy ra. Thì do đó là thật sự là bây giờ mình thấy là gì? Ở trên cái xã hội này, cái gì cũng có thể xảy ra. Do đó là không có gì là mãi mãi, không có gì là hoàn hảo cả. Có thể hôm nay có, ngày mai mất, đó là chuyện rất bình thường. À, cũng như chị Hằng nói, hôm nay có, ngày mai mất, rất là bình thường. Bởi vì không có gì là mãi mãi, không có gì là
là không thể xảy ra. Rồi cái thông tin đó là hôm nay mình đưa thông tin này, là cũng coi như là thông tin vui, thông tin vui. Hết thông tin này rồi mình đưa, bắt đầu đưa thêm cái thông tin của vụ án chuyến bay giải cứu ha. Đây là cái thông tin này, là cái thông tin bên lề tí xíu, để nhà mình thấy cũng có thể, cái gì cũng có thể xảy ra nè. Đây là cũng là một sự việc là cái gì cũng có thể xảy ra nè. Đây, mẹ bạn trai quyết phản đối đám cưới vì chê tôi không xứng, 3 năm sau bà hối hận không kịp. Đó, ở đây là cái cũng có thể là để mình gửi cái thông tin này đến nhà mình ha. Cái gì cũng có thể xảy ra hết nha. Đây, khi tôi tiết lộ nghề nghiệp của mình, mẹ của bạn trai tỏ ra khinh thường trước mặt tôi và quyết định ngăn cản đám cưới với con trai của bà. Rồi nhà nhà mình là chào chia sẻ tâm sự nha, còn ở đây là mình sẽ tiếp tục mình gửi thông tin cho nhà mình nha. Mẹ bạn trai tôi luôn tự hào về con trai vì anh là giám đốc chi nhánh ở phía Bắc của một công ty xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng nổi tiếng. Bà cho rằng con trai mình đạt được vị trí đó khi còn trẻ là một thành tựu đáng khen ngợi, vì vậy là người con dâu trong tương lai cũng phải xứng đáng với vị trí đó. Sau khi trường đưa tôi về nhà để giới thiệu, khi thấy tôi xinh xắn, hiền lành và khéo léo, mẹ anh tỏ ra hài lòng và vui vẻ trong suốt buổi tối. Trưa hôm đó, khi cả gia đình đang ngồi quây quần xung quanh bữa cơm và trò chuyện vui vẻ, bà liền hỏi tôi, chắc hai đứa quen nhau ở công ty phải không? Con gái mà làm việc trong ngành xây dựng liệu có mệt không? Thì lúc này là cái cô bạn gái này cô chưa có nói là cô làm nghề gì, thì bà mẹ của cái chàng trai này á, là hỏi là cô này có phải làm chung với con trai của mình hay không và làm cái công việc ở bên ngành vật liệu xây dựng có mệt lắm hay không. Rồi bắt đầu cô gái mới trả lời nè. Tôi trả lời thật thà, cười nói, không ạ, tôi chỉ làm việc bán cá ngoài chợ thôi ạ. Sau đó tôi thoải mái kể cho bà nghe về khó khăn trong việc kinh doanh, từ việc dậy sớm lúc 3 giờ sáng để đi mua hàng tại chợ, cho đến việc xếp đủ loại cá vào thùng và sắp xếp sao cho gọn gàng. Tôi không để ý biểu cảm trên gương mặt của bà thay đổi từ lúc nào. Đó thì lúc này cái bà của mẹ của trường, mẹ của bạn trai của cô này, là khi nghe cô này nói là cô này bán cá ngoài chợ, thì bà này thay đổi 180 độ, thay đổi sắc mặt hết. Thì lúc đầu là cũng là rất là thương cô này, vì thấy là cô này là xinh gái nè, khéo léo nè, giỏi giang nè, là bà rất là thích. Nhưng mà khi nói ra là làm cái nghề bán cá thì bà quay quắt 180 độ. Bà đặt đũa xuống mâm và nói một cách lạnh lùng, bán cá ở chợ mà còn đòi yêu giám đốc, thật không xứng đáng, trường mẹ không đồng ý nhé. Đó thì lúc này bà là nói thẳng với con trai của bà là bà không đồng ý cái cô này là làm dâu của bà. Sau đó không khí trong bữa cơm trở nên im lặng đến mức khiến ai cũng hoang mang. Tôi không thể nuốt nổi miếng cơm đang nghẹn ứ trong cổ họng, cả gia đình trở nên là cục lủng. Lúc này bắt đầu là ăn nói với nhau là cọc cằn rồi đó. Ngay sau bữa cơm, mẹ trường gọi tôi ra phòng khách và nói ngay lập tức, cháu thông cảm cho bác không đồng ý với cuộc hôn nhân này. Con trai bác là một giám đốc, không thể lấy người bán cá với thu nhập bèo bọt ở chợ. Như vậy thật mất mặt. Con trai bác phải lấy một người xứng đáng, ít nhất thì con dâu của bác cũng phải làm việc trong văn phòng, có bằng cấp cao như thạc sĩ, tiến sĩ, vân vân. Đừng lo cháu, không cần rửa chén, cháu về đi và thông cảm cho bác nhé. Sau khi nói xong, bà đưa túi xách cho tôi, mặc cho sự can ngăn từ trường. Thì chỗ này á, là khi vừa ăn cơm xong, bà mẹ của trường là nói thẳng với cái cô này là cô này không hợp với trường và đưa một cái giỏ sách kêu là cô cầm về đi và không cần ở lại rửa chén. Ăn xong rồi không cần rửa chén, hãy để cho bà rửa chén, mà muốn cô này phải về sớm hơn, về nhanh, là khuất mắt bà đó. Cuộc hôn nhân của tôi bước vào bế tắc, mối quan hệ tình cảm giữa chúng tôi tan vỡ,
Trường không thể phản đối lời mẹ nên anh quyết định chấm dứt mối quan hệ với tôi. Tôi cũng trải qua một thời gian dài của sự buồn bã. Tuy nhiên, khi nhìn lại, tôi thấy đúng vì nếu không có sự tôn trọng lẫn nhau, cuộc sống cùng nhau cũng sẽ rất khó khăn. Vậy, dứt khoát từ bỏ là cách tốt nhất. Thì cái đoạn này giống như chỗ chị Hằng. Chị Hằng nói là nếu như là bây giờ là thấy không hợp là chia tay, dứt khoát. Cái tính chị Hằng là như thế, chứ không có là lôi kéo, không có là níu kéo, không có là lằng nhằng ha. Thì cái cô gái này cũng thế, cô gái này khi mà buồn một thời gian ngắn thì cô ta cũng thức tỉnh, là nếu như mà không hợp nhau thì có đi đến với nhau cũng là chỉ là làm khổ cho nhau thôi ha. Từ sự việc đó đã trôi qua 3 năm, cuối tuần vừa qua khi đang đi chơi cùng bạn, tôi đụng vào một phụ nữ đang lên đên trên đường. Tôi vội vàng giúp người đó đứng dậy và nhận ra rằng đó chính là mẹ của Trường. Bà trông rất tồi tàn, khuôn mặt khó coi và có vẻ mệt mỏi. Đó thì sau 3 năm thôi, không lâu ha. Trước đây 3 năm thì bà khinh, bà mẹ của Trường khinh khi dễ cô này. Thì chỉ sau 3 năm thôi thì hiện bây giờ là bà này là lang thang ngoài đường. Và chính cái cô này gặp ngay lại cái bà mẹ của Trường này ha, là và lúc này là bà này là rất là tồi tàn, rất là tệ. Tôi dẫn bà vào một quán nước và lấy nước cho bà uống. Mẹ Trường uống ngay một chai nước khoáng 500 ml mà tôi vừa mua. Sau khi uống xong, bà thở hổn hển nói với tôi: "Vâng à, cháu còn nhớ nhà bác không? Cháu đưa bác về nhà, bác xin lỗi cháu." À, cái chỗ này, cái cô này là cô tên Vân à, và bây giờ thì bà này bà hỏi cô Vân này là còn nhớ cái nhà của bà hay không, nhờ là cô Vân đưa bà về nhà à, bà bây giờ là không biết biết được về nhà, bà không biết được về nhà thì nhờ cô Vân này đưa về nhà. Tôi hỏi rõ thì mới biết rằng Trường đã kết hôn nhưng anh luôn bận công tác và mẹ anh ở nhà phụ trách chăm sóc con dâu. Khoảng một năm trước, bà bị tai biến, cần sự giúp đỡ trong việc ăn uống và sinh hoạt hàng ngày. Nhưng người con dâu lười biếng này chỉ biết đi ăn chơi và làm đẹp, không thích chăm sóc mẹ chồng. Vì vậy, bà đã nghĩ ra một âm mưu để đưa mẹ chồng đi xa và để bà bơ vơ giữa đường. Thì cái chỗ này á, là khi mà cô Vân này chia tay với Trường, chia tay với con của bà này á, thì Trường có vợ và cái con có một cái con dâu à, thì cưới con dâu này về thì bà mẹ chồng này bả nuôi, bả nấu cơm nấu nước bả nuôi con dâu. Nhưng mà một năm trước thì bà này bị tai biến, mà khi mà bà bị tai biến á, thì cái cô con dâu này là không có chăm sóc và cái cô con dâu này tìm cách đưa bà mẹ chồng đi ra ngoài đường ở à, đuổi thẳng bà mẹ chồng này ra đường ở à, bởi vì là cái cô con dâu này á là không thích chăm sóc mẹ chồng và chỉ thích ăn chơi và làm đẹp đó, cái nội dung là như thế. Nhìn bà mồ hôi đầm đìa, gương mặt đỏ bừng vì nóng, cảm giác mệt mỏi và đói, tôi cảm thấy rất đau lòng. Tuy nhiên tôi không lưu lại số điện thoại của Trường nữa và có lẽ anh cũng đã đổi số. Cuối cùng tôi chỉ có thể đưa bà về nhà để chăm sóc. Đó thì cuối cùng là cô Vân này không có đưa bà này về nhà của bà, nhưng mà cô Vân đưa bà về nhà của cô Vân và cô Vân chăm sóc bà ha. Khi trở về nhà, nhìn sự ấm cúng của gia đình tôi và có thể trò chuyện với bố mẹ tôi, mẹ Trường bất ngờ bật khóc nức nở. Có lẽ bà hối hận vì đã từng khinh miệt người khác, không chọn tôi cho con trai mình. Bà xin lỗi và muốn tôi tha thứ về quá khứ. Thì cuối cùng nhất là bà cũng đến được gia đình của cô Vân và thấy ba mẹ của cô Vân đối xử tốt với bà, thì bà mới là xin lỗi cái gia đình của cô Vân và xin lỗi cô Vân, xin lỗi cái cô mà coi như là con dâu hụt á. Thì đó, qua cái câu chuyện này chúng ta thấy được là thật sự chúng ta đừng nên khi dễ bất kỳ một người nào nếu như chúng ta chưa biết rành về họ. À, mới thấy lần đầu tiên là khi dễ người ta, chỉ nghe nói là bán cá ở chợ, nghe nói là thu nhập là ít là khi dễ người ta,
coi như là cái công việc là thấp, công việc bèo bọt, không xứng đáng với con trai mình. Vì con trai mình là giám đốc, chỉ cần 3 năm sau thì mọi thứ sẽ thay đổi hết. Và bây giờ bà mẹ của giám đốc là đi ra ngoài đường ở vì cái cô con dâu cho ra đường ở. Đó, cái nội dung của cái câu chuyện này là như thế. Do đó thì mình muốn chia sẻ cái nội dung này đến nhà mình để thấy được rằng là chúng ta hãy trân trọng bất cứ người nào, hãy tôn trọng họ, bởi vì mỗi người đều có cái tốt và cái xấu riêng khác nhau. Thì ai cũng có cái tốt, ai cũng có cái xấu. Do đó là chúng ta đừng nên là khi dễ bất kỳ một người nào, bởi vì chúng ta khi dễ họ thì rất có thể chúng ta bị họ khi dễ. Cảm ơn nhà mình rất là nhiều ha. Rồi bây giờ chúng ta qua cái nội dung là của cái bài này rất là hay. Chúng ta cái bài là cái vụ mà chiến bài giải cứu. Cái nội dung này là rất hay nè. 54 bị cáo vụ chiến bài giải cứu trước vành móng ngựa, còn ai núp trong bóng tối. Rồi anh chào ông Diễm nha. Rồi em ngủ trước, ngủ ngon nha. Thì ở đây có một cái vị bên quốc hội á, vì này hỏi rằng là còn ai sau 54 người này nữa hay không? Sau 54 người đang xử này, còn người nào núp ở phía sau nữa hay không? Thì bởi vì ở đây có lộ ra một vài cái thông tin của những cái bị cáo này khai là sẽ còn nữa, và ở đây là ông này ông đang khai thác, ông hỏi là còn người nào nữa hay không. Thì ở đây là mình gửi cái thông tin này đến nhà mình nha. Trong vụ án chuyến bay giải cứu có những người đang còn núp trong bóng tối. Các cơ quan tố tụng cần sớm làm rõ để truy tố tới cùng, nếu vi phạm đều bị xử lý nghiêm minh. Thì ở đây là cái việc là gì, là xử hết, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Do đó là bây giờ là phải điều tra triệt để coi còn người nào xử, người đó lớn cỡ nào cũng xử, chứ còn không nói là vậy là vùng cấm, vùng ngoại lệ là không có. Từ ngày 11 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội bắt đầu phiên tòa xét xử sơ thẩm 54 bị cáo vụ chuyến bay giải cứu về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo dõi diễn biến phiên tòa, đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cho rằng, ngoài 54 bị cáo, cơ quan tố tụng cần tiếp tục làm rõ những người khác đã nhận tiền liên quan vụ án với tinh thần không có vùng cấm. Bây giờ là quyết liệt luôn, không có cấm, không có vùng cấm, không có vùng ngoại lệ ha. Phiên tòa xét xử 54 bị cáo mới bắt đầu xét xử, nhưng qua những lời khai của các bị cáo cũng như cáo trạng, ông có suy nghĩ như thế nào? Theo dõi phiên tòa xét xử những ngày qua cũng như thông tin từ các cơ quan tố tụng, một lần nữa thấy được hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ, trục lợi từ các chuyến bay giải cứu của các bị cáo từng là quan chức cấp cao, cán bộ của 4 bộ, 2 tỉnh, thành, 5 cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam cùng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp, cần xử lý đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới, chính phủ đã chỉ đạo tổ chức những chuyến bay giải cứu, chuyến bay combo đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước để phòng chống dịch. Tuy nhiên, một bộ phận cán bộ có chức có quyền, một số bộ ngành địa phương lại lợi dụng cấu kết với doanh nghiệp để nhận hối lộ, trục lợi cá nhân. Thậm chí, họ còn gây khó khăn nhũng nhiễu, làm khó doanh nghiệp tổ chức những chuyến bay để tạo ra cơ chế xin cho, buộc doanh nghiệp phải bôi trơn, đưa quà, đưa hối lộ. Bị cáo Đào Minh Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty VisaSun khai tại tòa, việc bị cáo Nguyễn Thị Thu Lan khi là Cục trưởng Cục lãnh sự còn gây khó khăn, rồi bảo đưa tiền, nhưng bị cáo không đưa nên sát một ngày, công ty của bị cáo mới được cấp phép, khó khăn cùng cực. Hay tại phòng họp của Bộ Y tế, bị cáo chứng kiến ông Phạm Trung Kiên, cựu thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế, quát một số chủ doanh nghiệp yêu cầu phải nộp tiền 150 triệu đồng. Thì cái nội dung mà 150 triệu đồng nè, cứ một chuyến bay là 150 triệu đồng mới cho bay. Đó, một chuyến bay combo á. Phiên xét xử các bị cáo đang diễn ra, hành vi của họ đã được làm sáng tỏ tại tòa.
Tôi cho rằng cần những bản án xứng đáng cho các bị cáo này, đặc biệt là những người nhận hối lộ. Bản án phải có mức hình phạt cao nhất dành cho đối tượng phạm pháp nghiêm trọng trong vụ án. Thì cái vụ án này hiện bây giờ là khoảng 20, 21 gì đó bị cáo đang nằm ở khung hình phạt là tử hình, là khung hình phạt cao nhất. Những cái người mà nhận hối lộ là trên 1 tỷ đồng là đang nằm ở khung hình phạt là 20 năm hoặc là tù chung thân hoặc là tử hình. Thì ở đây đang đề nghị là nằm ở mức khung cao nhất là tử hình. Đã có khoảng 20-21 bị cáo đó. Không có vùng cấm, ngoài 54 bị cáo đang bị xét xử, hiện vẫn còn một số người được cho là nhận tiền. Cơ quan điều tra đang làm rõ quan điểm của đại biểu như thế nào về việc này. Vụ án chuyến bay giải cứu rất phức tạp, để đưa được các bị cáo ra xét xử như hôm nay, có sự rất quyết tâm của đảng cũng như cơ quan điều tra và các cơ quan tố tụng như Viện Kiểm sát, Tòa án. Tôi đánh giá rất cao những quyết tâm này. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số người có liên quan việc nhận tiền nhưng chưa được làm rõ, như bị cáo Nguyễn Quang Linh, cựu trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ khai trong quá trình điều tra vụ án rằng đã đưa một phần số tiền nhận được cho người khác. Tuy nhiên, tại phiên tòa ngày 12 tháng 7, bị cáo này lại nói không đưa cho ai ở văn phòng chính phủ và không đưa cho người khác. Thì cái chỗ này, hồi lúc mà điều tra thì ông Nguyễn Quang Linh, cựu trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ, là khai là còn đưa một số tiền cho những người khác. Nhưng mà khi trong cái ngày xét xử ngày hôm qua thì ông này, ông nói là ông không có đưa cho ai ở trong văn phòng chính phủ và cũng không đưa cho ai khác. Do đó là cái ông mà đại biểu quốc hội này là ông không đồng tình cái chỗ này, bởi vì là chỗ này là giữa cái lời khai lúc điều tra và cái lời khai ở lúc mà xét xử này là không trùng khớp với nhau. Do đó là ông này ông đang yêu cầu là phải điều tra xem là hiện bây giờ còn người nào nhận tiền mà chưa xuất hiện, những người nào nhận tiền mà còn đang núp bóng, thì ông này ông đang nhắc đến cái người đó và muốn là cơ quan chức năng phải điều tra rõ còn người nào nữa hay không. Từ lời khai của các bị cáo với cơ quan điều tra cũng như tại tòa, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ có đúng sự thật hay không, còn những ai nhận tiền có cấu thành hành vi nhận hối lộ. Nếu những người khai đó cũng như là sự thật, nếu những lời khai đó là sự thật, cần làm cho đến nơi đến chốn, xử lý nghiêm, không bỏ lót, không bỏ lọt tội phạm, không bỏ sót bất cứ người nào với tinh thần không có vùng cấm. Các bị cáo buộc nhận hối lộ gần 165 tỷ đồng, nhưng theo cáo trạng, số tiền khắc phục mới được 52 tỷ đồng và 460.000 USD cần thiết phải thu hồi toàn bộ. Thì tổng hết cái số tiền nhận mà các bị cáo này cho rằng là khai ra, các người mà đưa hối lộ khai ra là 165 tỷ đồng, nhưng mấy người này là mới có thu lại được có 52 tỷ và 460.000 đô la. Tôi nghĩ việc các bị cáo nộp lại số tiền nhận hối lộ nhiều hay ít sẽ là tình tiết tăng nặng giảm nhẹ với chính họ. Tham ô hối lộ mà không hoàn trả lại toàn bộ cho nhà nước là ngoan cố, cần phải xử lý nặng. Nhà nước cũng cần phải thu hồi toàn bộ số tiền này từ các bị cáo trong vụ án. Còn các bị cáo nghĩ hy sinh đời bố, củng cố đời con, không nộp lại toàn bộ tài sản tham ô, đương nhiên sẽ phải chịu mức hình phạt cao nhất. Bài học cho người đau xót. Qua vụ chuyến bay giải cứu và các đại án như Việt Á, những bài học nào được rút ra? Chuyện rút kinh nghiệm trong công tác cán bộ, chúng ta đã nhiều lần thực hiện, rút nhiều chỗ, nhiều nơi, nhiều vụ, chứ không chỉ có chuyến bay giải cứu. Cán bộ cũng là con người, nên quan trọng là phẩm chất đạo đức của mỗi người, mỗi cán bộ, mỗi đảng viên. Các bị cáo đang bị xét xử, từ là cán bộ, lãnh đạo, bộ, ngành, địa phương, là bài học đau xót để mỗi cán bộ, đảng viên nhìn vào xa chiếu, nhìn vào soi chiếu, nêu cao tinh thần trách nhiệm của họ với đảng, với nhà nước, với nhân dân. Những cán bộ thoái hóa, biến chất là một trong những con sâu làm rầu nồi canh, phải bị nghiêm trị để làm gương. Đồng thời, vụ án trên cũng cho thấy việc giám sát quyền lực không chặt, nên quan chức, công chức thường lợi dụng để thực hành hành vi phạm tội, trục lợi cá nhân, tha hóa quyền lực. Do đó,
từ vụ án này, các cơ quan chức năng cần rà soát việc giám sát quyền lực đối với cán bộ, tránh những hành vi tham nhũng tiêu cực như thời gian qua. Đó thì bài báo đến đây là hết. Thì cái anh đại biểu Phạm Văn Hòa ở Đồng Tháp, anh trả lời và anh đang thắc mắc cái sự vụ này. Thì mình thấy là anh Phạm Văn Hòa này thắc mắc cũng là hợp lý, bởi vì do cái lời khai của các bị cáo này là hiện bây giờ là còn giống như là còn sót người vậy. Thì anh này ảnh yêu cầu cơ quan chức năng phải điều tra rõ, tìm phải đầy đủ những người này, xử đúng người đúng tội, đúng pháp luật và không bỏ sót tội phạm. Còn cái việc mà trên cái thumbnail mình để là có nếu không gặp thì cho xong đời, thì đó, đây là một cái sự vụ nữa của cái vị giám đốc, và đây là một cái thông tin cuối cùng trong buổi live hôm nay. Thì mình cũng xin gửi đến nhà mình ha. Thông tin này cũng ngắn thôi đó. Rất là hài, thông tin này tương đối là hài đó. Một cái anh mà chẳng có quyền lực, chẳng có biết quen biết gì hết, mà anh cũng nhào vô, anh cũng chiếm đoạt tài sản được mấy tỷ, 60 tỷ. Đó là hay như thế. Mình gửi cho nhà mình thấy nó rất là hay, rất là hài luôn. Nữ giám đốc vụ chuyến bay giải cứu khai bị đe dọa, nếu không gặp thì cho xong đời. Trước tòa, bị cáo Phạm Bích Hằng, giám đốc công ty Vinamichi khai, bị cáo đã bị Trần Minh Tuấn, giám đốc công ty cổ phần xây dựng Thái Hòa, đe dọa nếu không gặp thì sẽ cho xong đời. Thì bây giờ là coi như là hăm dọa để mà chiếm đoạt tài sản ha. Cái anh này là anh Trần Minh Tuấn ha, giám đốc công ty cổ phần xây dựng Thái Hòa. Ngày 14 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục mở phiên tòa xét xử 54 bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu. Trong vụ án trên, Phạm Bích Hằng, giám đốc công ty Vinamichi, vừa là bị hại vừa là bị cáo. Theo điều tra, Trần Minh Tuấn, giám đốc công ty cổ phần xây dựng Thái Hòa, không có quan hệ, nhưng những tự giới thiệu với Phạm Bích Hằng về việc có thể xin cấp phép chuyến bay tại các bộ ngành và xin chấp thuận chủ trương tiếp cận cách ly y tế. Đó thì anh Tuấn này, anh Trần Minh Tuấn này là không có quen biết bất kỳ một người nào ở Bộ Y tế cả. Cáo trạng thể hiện số tiền mà Tuấn đã nhận từ Hằng với mục đích đưa hối lộ là hơn 6,59 tỷ đồng. Tuy nhiên, Tuấn chỉ dùng 1 tỷ đồng theo đúng thỏa thuận và chiếm đoạt số tiền còn lại khoảng 5,7 tỷ đồng. Tại phiên tòa, trả lời câu hỏi của luật sư, Tuấn khẳng định mình không có tội, bởi từ tháng 8 năm 2021, bị cáo Hằng đã 5-7 lần đề nghị thì Tuấn mới nhận lời hợp tác. Tuấn cho biết từng trao đổi với Hằng việc đề nghị làm rõ vai trò của hai bên. Sau đó bị cáo Hằng nói có pháp nhân hợp tác, hợp pháp, có tài chính và có nguồn những người lao động về nước chống dịch. Còn bị cáo xin cấp phép các thủ tục cách ly và thuê máy bay cơ sở cách ly. Đó, mình thấy hay không? Anh Tuấn này anh chẳng có quen biết gì hết, mà anh cuối cùng anh cũng chiếm đoạt được là 5,7 tỷ đồng. Hay vậy đó. Luật sư hỏi về số tiền 12,8 tỷ đồng bị cáo Hằng chuyển từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2021. Tuấn thừa nhận dùng để chi phí một số khoản và đã trả lại Hằng 7 tỷ đồng. Bị cáo này nói thêm, Hằng còn chuyển tin nhắn âm thanh ghi âm lại cuộc nói chuyện của Trần Thị Mai Sa, giám đốc công ty Masterline với Hằng, trong đó mỗi người lao động muốn xin thủ tục cấp phép phải chi bao nhiêu tiền. Tuấn cho biết nhớ không chính xác lắm, nhưng với cách ly là 1,5 triệu đồng trên một khách, tổ công tác 5 bộ là 3,5 triệu đồng trên một khách. Cách ly 1 triệu rưỡi, còn các 5 tổ công tác là 3 triệu rưỡi trên một người. Khi luật sư hỏi bị cáo Hằng, bị cáo này cho biết tất cả lời khai đã thể hiện trong tài liệu điều tra, cáo trạng, bị cáo Hằng nói không thể không thuê Tuấn làm và đây là thỏa thuận. Mỗi chuyến bay Tuấn nhận được 300 triệu đồng và có tin nhắn xác nhận. Đó, đây là không có phải là thỏa thuận gì đó, mà nó đã là cố định rồi, cứ một chuyến là 300 triệu. Trong hồ sơ thể hiện là nhân lên bao nhiêu tiền một khách, bao nhiêu tiền một chuyến, tất cả tôi đều nộp hết, bị cáo Hằng nói. Khi luật sư hỏi về việc bị cáo Hằng trong bàn tự khai rằng Tuấn có hành vi đe dọa, bị cáo Hằng trả lời rằng
Tuấn tìm tôi với mục đích bắt xác nhận số tiền Mặt đã trả lại 7 tỷ đồng. Tuấn nhắn cho tôi nếu không gặp Tuấn thì các cơ quan tố tụng sẽ bắt tôi. Tuấn còn đe dọa sẽ nhắn tin cho người quen của tôi. Nếu không gặp, Tuấn sẽ cho xong đời. Việc này tôi có báo cáo với cơ quan điều tra ngay lúc đó, bị cáo Hằng trả lời tại phiên tòa. Trước khi khai của bị cáo Hằng, bị cáo Tuấn khẳng định không bao giờ đe dọa. Đó thì hết bài báo. Thì chúng ta qua cái bài báo là chúng ta mới thấy được rằng là ở trong cái sự việc mà chuyến bay giải cứu này nó có quá nhiều thứ ở trong đây. Đặc biệt là những cái lời khai. Đó như cái lời khai này thì bà Hằng bà cho rằng ông Tuấn đe dọa. Còn những cái lời khai mà của các anh phó chủ tịch, anh phó giám đốc này kia đó, là coi như là mấy anh đó là nhận tiền, nghĩ là tiền của doanh nghiệp thôi, chứ không phải là tiền, đó là tiền hối lộ. Không phải tiền đó là tiền của dân. Do đó là cứ nghĩ rằng là tiền gọi là biết ơn, tiền bồi dưỡng, thế là nhận là không, không nghĩ rằng là tiền đó là nhận tiền hối lộ. À, bây giờ mới là khi mà điều tra, khi xét xử mới biết rằng là tiền đó là tiền hối lộ. Thì ở đây mình cũng hỏi nhà mình rằng là cái tiền biết ơn là bao nhiêu? Một sự việc như thế biết ơn bao nhiêu là vừa? Mà ở đây toàn là tiền là vài chục tỷ. Tiền tỷ không? Vài chục tỷ, cả trăm tỷ. Mà gọi là cho rằng là biết ơn. Vậy thì nó có phù hợp với cái việc biết ơn hay không? Bởi vì người Việt Nam mình có cái tính là gì? Là biết ơn. Xong cái việc gì gọi là mình cũng phải tặng làm cái gì đó. Nhưng mà cái món quà đó nó phải phù hợp. Phù hợp với cái sự việc đó. Thì không có món quà nào mà gọi là cứ một lần tặng là 500 triệu tới 1 tỷ đồng không? Đó là những cái món quà mà mình nghĩ như thế nào, nó có phù hợp hay không. Và đặc biệt là cái ông mà trợ lý của Phó Thủ tướng thường trực á, cái ông Linh gì đó, ông nhận hối lộ là coi như là 10 tháng, nhận 10 tháng mà 265 lần và 62 đơn vị. Thì nhà mình nghĩ đi, là 265 lần và 62 nữa là bao nhiêu? Là hơn 300, coi như là hơn 300 lần mà chỉ có 10 tháng thôi. Thì nhà mình nghĩ là cứ ngày nào cũng có nhận, cứ bình quân cứ ngày nào cũng có nhận một lần hết. Nên mình thấy là khủng khiếp lắm. Và họ không có ý thức, là họ không nghĩ rằng đó là nhận hối lộ, mà họ nghĩ rằng đó là quà biếu thôi, là quà biết ơn thôi. Nên mình thấy khủng khiếp như thế. 10 tháng 300 ngày mà nhận là 265 lần cộng với 62 đơn vị nữa. Thì mình thấy là cái sự khủng khiếp đến mức nào. Và họ coi như là họ chơi chẽn đến mức nào, họ xem thường pháp luật đến mức nào. Thật ra họ biết hết chứ không phải là họ không biết. Và họ biết rằng là khi mà bị bắt thì bị gì, họ biết chứ không phải không biết. Tất cả những người này đều có trình độ và họ đều biết luật hết, không người nào không biết luật hết. Và khi bây giờ đem ra xét xử thì họ trả lời như là lơ ngơ, họ không biết gì hết. Giống như là ông phó giám đốc công an Hà Nội thì cho rằng là chỉ là thương, là cái em gái là thương cô Hằng đó, là vì tình thương em gái thôi, là giúp đỡ thôi, chứ không nghĩ rằng là môi giới hối lộ. Mà trong khi đâu giờ là khai ra là gì, là ông Hưng là ông nhận có 800.000 đô thôi, mà trong khi cái bà này bà đưa là 2,615 triệu USD. Vậy thì cái số tiền còn lại ở đâu? Mà trong khi ông Hưng coi như là bà Hằng này bà nhờ ông Tuấn đưa cho ông Hưng là 2,615 triệu USD, mà trong khi đưa cho người ta có 800.000 đô thôi, còn lại là gần 2 triệu USD đang nằm ở đâu đó. Mà nhưng mà bây giờ cho rằng là vì thương, vì thương em Hằng là muốn giúp em gái đó. Mình thấy không, là khi mà đã đem ra xử rồi thì bắt đầu có những cái câu trả lời với cơ quan chức năng đó, nó rất là ngớ ngẩn như thế. Mình đọc mình thấy mình cười không. Đường Đường là một phó giám đốc công an của thành phố Hà Nội, năm nay 62 tuổi, trả lời như thế. Mình không hiểu như thế nào luôn. Thì cái buổi live hôm nay là em gửi những cái thông tin, nó cũng có những cái thông tin buồn, những thông tin vui đến nhà mình, để chia sẻ đến nhà mình mỗi tối ha, vào 10:15. Thì hôm nay đầu tiên nhất là mình chia sẻ là những cái thông tin mà bên phía Atifa hiện bây giờ là nhốn nháo ha, thay đổi hết, tính cách mọi người đều thay đổi hết, từ là hình thể cũng thay đổi, và tinh thần cũng thay đổi, và sắc mặt cũng thay đổi, và cách nói cũng thay đổi. Do đó là bây giờ là mọi sự nó đã tới rồi,
là nhân quả nó tới rồi. Rồi cái một cái sự vụ là một cái cô gái bị chê ha, cô gái bán cá bị chê không hợp với con trai của mình, thì sau 3 năm thì bà mới nhận ra là đó là cái sai lầm của bà. Đó là cũng là một cái nội dung, đừng có chê người ta. Thấy người ta nghèo, thấy người ta là rách rưới tí xíu hay gì đó, hay là cái công việc của người ta là không sang, công việc là thấp hèn, là bắt đầu chê người ta. Tới một ngày nào đó thì mình mới nhận ra rằng là những cái sự vụ mà mình chê đó, đó là thật sự đó là những cái sai lầm rất là lớn trong đời của chúng ta. Do đó là ở đây mình chỉ muốn rằng là chia sẻ gia đình mình là đừng bao giờ chê bất kỳ một người nào, dù rằng người đó là có công việc là thấp nhất trong xã hội cũng không được chê người ta, bởi vì mỗi người đều có giá trị riêng. Và cái thứ ba là những cái thông tin về cái sự vụ của vụ án mà của các chuyến bay, thì đây là có nhiều cái thông tin mà mình thấy rất là vui, rất là mắc cười, vì những cái câu trả lời rất là ngớ ngẩn, rất là trẻ. Mình không hiểu sao những người này là những người mà quan chức cấp cao không, mà khi mà bị bắt ra bị xử tội là hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, thì họ bắt đầu cho rằng là những cái sự việc đó họ không biết, không hay, không biết là mình là nhận hối lộ, hay là đó là nghĩ rằng đó là những cái tiền mà bồi dưỡng, tiền của doanh nghiệp bồi dưỡng. Thì ở đây mình cũng hỏi rằng là doanh nghiệp lấy đâu ra để bồi dưỡng? Doanh nghiệp nó làm không phải kiếm tiền, thì bằng cách kiếm tiền của những cái người mà được mà vận chuyển về, chứ lấy đâu ra mà đem tặng cho mấy mấy bác, tặng là toàn tiền tỷ không, tỷ vài chục tỷ vài trăm tỷ, lấy đâu ra để tặng cho mấy bác? Mình không hiểu được các anh này, các chị này nghĩ như thế nào ha, thật sự là không hiểu được. Biết luật rồi bẻ luật, làm sai luật rồi bị xử, thì bắt đầu là trả lời kiểu khác. Thì đến đây mình cũng xin tổng chào cả nhà mình ha, mình xin dừng lại tại đây. Thì chúc cả nhà có một đêm ngon giấc, ngày mới nhiều sức khỏe, vui vẻ, bình an. Ngày mai là ngày cuối tuần rồi, chúc cả nhà mình có một cái ngày cuối tuần thật là ấm áp, thật là hạnh phúc. Xin chào tạm biệt ha, em xin dừng like tại đây, bye bye cả nhà.